Dạ xin chào chị chú, hôm nay là con nhận mấy mấy hùng biết rồi. Bây giờ con sẽ giờ mời tất cả mọi người ăn chè yến. Dạ đây là cái hùng chè của bà cô gửi chú gửi cho cha Hương. Bây giờ sẽ bắt đầu quay. Bắt đầu quay. Dạ xin chào khán giả Khương Dừa con. Dạ hôm bữa Khương Dừa đặt chè cho cả nhà cùng ăn. Dạ đặt dư nhiều lắm, xong cái cuối cùng cho quá trời cho, cuối cùng nhà bà xã Khương Dừa đi về cháy quên tiêu. Bà xã Khương Dừa có xe mà đó, nay Khương Dừa lại đặt lại nữa. Dạ dưa con đừng gõ quá tiêu dạ là cũng cái chỗ chè Duy Minh đó không mà cô chú chị ạ. Dạ nhưng mà bữa Khương Dừa đặt rồi xong rồi á trả tiền không à, ông chủ á không lấy tiền đi. Trời ơi khổ ghê, buôn bán mày đi đâu hả? Tại thấy Khương Dừa quay, Khương Dừa chia sẻ giùm cái thôi anh quay chia sẻ giùm được rồi, rồi mừng rồi thì không có lấy tiền. Cái nữa bữa nay mình bữa giờ mình cũng thèm mà mình không dám đặt, mình sợ đặt cái không lấy tiền nữa cũng ngại. Wow. Cái bữa nay tiếp tục đặt nữa mà không chịu lấy tiền nữa. Wow. Nên giờ bữa nay sẵn quay clip có nội dung thứ hai là mình sẵn mình giới thiệu giùm bạn luôn. Đây nè, giới thiệu giùm đây bà con cô bác. Đây chè Duy Minh. Dạ 0988295199. Anh phải cho chú đây là chè dạ. Ở phường Bình Thành, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức nha. Anh phải cho chú đây là cái nhà giả. Thưa Nguyễn Hùng luôn. Đây, bánh lăng rất là ngon cho nên là Khương vừa đặt dạ ba đây là bánh lăng mình ngon. Giới thiệu với con, giới thiệu đi. Dạ đây ạ. Hai đứa đây là bánh lăng mình ngon. Rồi. Nó bọc bọc mềm mềm. Dạ. Nè đem theo nè, đem lại cho nó đổ cái chuyện nó đổ. Nè đem lại cho ba Minh với mẹ Duyên một phần, mang theo cho bà bác đi ăn đồ nướng, lát bà bác ăn luôn. Ngồi tráng miệng luôn. Rồi cảm ơn con. Này quá trời chè luôn nè, mấy đứa con lại gom ăn nè. Rồi. Một đứa một ly. Rồi một lát ông ngoại về ngoài sẽ đút cho bà cố ăn sao ha. Cái đó của già làm bắp. Đó. Rồi ăn chè không? Đứa nào ăn chè không? Mẹ Duyên. Chè. Nè ăn chè không? Mũi chè không? Lăng. Đây. Ở đây có rất là nhiều loại chè. Đây là chè Thái nè. Dạ. Đây là chè hoa đậu biếc. Ngon lắm. Vừa non. Đây là chè hoa đậu biếc. Dạ. Đây là chè bánh lọt. Chè sữa. Đây là bánh đậu. Chè đậu. Nhiều loại chè lắm. Đây là. Ê, đậu con. Đậu. Cái này hoa đậu biếc. Đây là chè trân châu. Ơi này ngon lắm. Ôi đây. Cái này ngon lắm trẻ ơi. Ở trong kia có thuộc lắm kìa. Lấy đá bỏ vô ăn. Bỏ vô ăn nè. Coi mời ông ngoại, bà ngoại đi. Chè đậu. Ôi chè bưởi. Này chè bưởi ngon xuất sắc luôn nè. Nè. Mời ông ngoại đi, mời ông ngoại đi. Mấy đứa ăn không? Uống không? Mời ông ngoại đi, mời ông ngoại đi. Mời ông ngoại đi. Nè mời mẹ một ly chè bưởi. Mời qua mời mẹ một ly chè bưởi nè. Mẹ ơi. Mẹ ở đây nè. Nè mẹ ăn chè bưởi nè, mẹ chè bưởi nè. Không mẹ em. Cái đó dành cho ngoại nè. Cảm ơn con, cái đó ngon lắm á. Nè trốn. Cái này dành cho mẹ. Cho mốt đi, không mốt con chè nào. Mốt con chè này nha. Mốt con chè bưởi. Chè bưởi hả? Chè bưởi đâu, đừng có thả con đổ á. Con đừng có thả nó đổ nha. Chè bưởi đâu ta? Con chè nào? Không có chè bưởi đâu. Nè cái này nè. Có chè bưởi nè. Quên. Chè bưởi. Chè bưởi nè. Ngon lắm nè. Nè. Chè bưởi nè. Chè bưởi nè. Chè đậu ngon lắm á. Ngon nha. Chè trân châu. Nè, chè trân châu nè. Nào? Rồi trang chè này. Chè trân châu nè ông ngoại. Để chú ngoại về ông ăn. Hai đứa lấy heo chè ăn không? Đó quay lại phải không? Ngon lắm. Con chè nào? Hôm nay nhà của chị hai là có bác xui tới chơi nên cả nhà đều cùng đi ăn. Có ăn bánh lọt hay là chè bưởi hay là chè đậu bán? Ủa chè đậu biếc hả? Đừng con. Con ăn chè nào? Sữa ăn chè nào cho lấy? Con
con về cho sữa. Rồi bây giờ lấy mấy ly em? Đó lấy mấy muỗng muỗng em. Đó, chè hoa đậu biếc. Nè, ngồi xuống, ăn thì lấy ra ăn nè. Ăn thì ngồi xuống nè. Con ăn bánh lăng hả? Con bánh lăng phải không? Con giờ ăn cái này. Con cái này. Con ăn vô cho bà ngoại chưa? Nè nè, Chung mới lấy cho nó ăn nè. Con cái này. Con chè lớp không? Ok. Nè, lỡ cho mẹ lột con nha. Bánh lăng ngon lắm. Con chè này phải không? Rồi, để cho bỏ đá vô cho con trai trai nha. Khoan, để mẹ lấy muỗng nha. Đây em bỏ hả? Từ từ để mẹ lấy muỗng ra mới được. Từ từ, ê đừng có ngậm đá. Dạ. Bữa nay Khương vừa đặt 20 ly cho cả nhà cùng ăn. Nè muỗng nè, à đây đây có muỗng nè. Rồi bữa trước em nó quên bỏ muỗng, bữa nay bên này nó nhớ có muỗng rồi nè. À có muỗng rồi Ngọc ơi. Đây. Con ăn chè này. Nè con. Con ăn chè này phải không? Để con nấu. Con ăn chè nào? Của con chè nào? Con đây. Mới lấy mà. Con chè này phải không? Ăn chè đó rồi, đây cho bỏ đá vô cho con. Đây để chè. Con ăn chè này. Bánh lăng ăn đi, con không ăn thì để vô tủ vài bữa ăn cũng được. Để ăn từ từ cũng được. Ngon lắm. Cái này là bà con cô bác đặt thì bạn sẽ giao tới nhà luôn. Dạ. Bữa giờ thì bữa Khương vừa tới, Khương vừa mua ở thị trường á. Cái cho mọi người. Đưa con một cái bữa. Xong rồi có muỗng mà ngoại quên. Xong rồi bà con cô bác cũng biết, cũng tới cũng mua giùm em nó cũng nhiều. Mà quan trọng là phải ngon nha. Ngon người ta mới mua giùm. Chứ mà về dở. Để cho nè. Rồi nè. Rồi con đó. Rồi cha chè hoa đậu biếc, ngoại ăn chè gì? Con là ăn chè giải. Con chè giải. Là nó có chè giải, có chè bưởi, ngoại chè bưởi ngon xuất sắc luôn. Nè. Chè bưởi ngon. Có bưởi ngon lắm. Con chè này. Con chè này phải không? Để bà con bỏ ra rồi. Này chè Thái. Này con bạn có ghi hết nè. Có ghi tên chè hết đó. Con. Cho con muỗng cái muỗng cho con. Khoan cho muỗng cái muỗng này cho khui. Chè này đâu để chè bưởi đâu. Nhìn là biết chè bưởi. Không khó, khó khui cái gì. Đừng con. Đây. Hôm nay là thứ bảy. Dạ hôm nay Khương sáng Khương vừa có đi quay mà giờ Khương vừa về sớm. Hello con mất chè. Đặt chè cho mọi người cùng ăn. Ơi, chè bỏ xuống đi. Nè. Ăn chè các nhiều nhẫn con quá. Mang ăn không luôn. Để mình đặt giờ đặt sớm để mình ăn tới tối mình ăn luôn. Rồi được rồi con. Rồi. Rồi nè. Rồi. Rồi xuống cầm đi. Xuống bỏ xe xuống. Xuống bỏ xe xuống đi. Xuống bỏ xe xuống đi. Coi cho con. Đổ nè, cho cầm cho đổ á. Rồi ngồi xuống ăn. Rồi đổ. Đổ mất công lắm á. Rồi. Sau đây sao cha sẽ ăn chè hờ. Đâu biết. Đâu biết. Cháu khá chè này. Ngon không con? Ngon thế Vĩnh. Thế Vĩnh rất là ít ăn chè. Hồi nãy cha chỉ đồ biết nè. Chè ngon thế Vĩnh phái. Đây có bánh lọt rồi nè. Này có đá. Nè, bánh lọt đó. Giờ mình ngon như vậy. Con có bánh lọt nữa đó. Đó. Hả? Con có bánh lọt hồi nãy. Cái này xanh xanh nè. Cái này giao nguyên thùng luôn đá trong đá. Đó nhà chiều không cơm ăn chè. Ngon lắm. Cái này hoa đậu biếc cẩm nữa nè. Wow. Xuất sắc không? Ngon mày. Ngon không? Ngon ha. Chè bưởi. Đây Ngọc. Đây. Dạ xin mời bà con cô bác nha. Đây. Đây là chè dừa non với lại bạn ngào màu bằng hoa đậu biếc á nên màu rất là đẹp. Ngon quá. Sao sữa? Sao chạy con bà bảy. Cái gì? Con bảy con bà bảy. Ngon hết sảy con bà bảy hả? Sữa ngon hết sảy con bà bảy hết hồn. Ngon quá.
Dạ đây nè. Đây là điện số điện thoại, con vừa đọc lại cho bà con cô bác ai đang thường đặt. Dạ 0988295189. Dạ còn đang trực tiếp là 84 Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, phường thành phố Thủ Đức. Dạ mọi người gọi thì bạn ấy bán giao. Dạ. Ngon. Làm nhìn rất là sạch sẽ. Sữa gì vậy hả? Ngon hả sản bà bảy hả? Nó ăn ngon không Huy? Dạ ngon. Ngon không? Ừ. Quá đã. Ừ. Bữa nay mà Bin ăn chè là dữ lắm mà. Chè ngon muốn ăn. Ở bên vườn quốc gia Phương vừa không có dẫn cả nhà. Cảm ơn. Cho nên là đặt về cho cả nhà cùng ăn. Mà chè này thì không giống những đồ ăn nóng. Mà ăn về bỏ đá. Tôi không ăn. Hả? Tôi không ăn. Quy kỳ quá vậy. Con. Con giỏi. Con xích ngồi gần lại cha nè. Thứ qua cha nè. Ngon không? Sữa ngon không? À sữa cảm ơn chú Duy Duy. Cảm ơn chú Duy. Chú Duy đã gửi chè cho con ăn. Cảm ơn gửi chè cho con ăn. Mà bữa sau nhớ con có đặt nữa tính tiền nha. Chứ là con không tính tiền con không dám đặt nữa đâu. Nói đi. Con Duy không đặt đi. Nói chú Duy đi. Sao bởi con phải tính tiền nha. Để con tính tiền đàng hoàng. Buôn bán cũng cực khổ. Không biết bữa giờ Phương vừa có chia sẻ không biết có bà con cô bác có đặt ăn thử không? Ừ. Phần gì là phần 15 tới 20 ngàn. Dạ. Tùy theo loại chè. Chúng bưởi không? Giờ bưởi ngon ha. Bưởi ngon. Thêm ngoài còn nhiều. Thôi, đi. Ngon cũng chết luôn. Dạ. Thôi. Từ giờ con ngồi riêng nữa tối. Con Thái hả? Tối ăn nữa hả? Con chạy chai hả? Còn nhiều. Cái này dắt chơi kêu đặt 20 ly mà như xuống giao dư rồi đó. Một. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không chơi với Huy nữa rồi. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24. À, dư rồi, đặt dư rồi. Chú đặt dư rồi. Huy hứa không? Huy chạy trốn. Huy ăn cho hết đi Huy. 5 cái. Huy ba con xíu thêm một cơm. Ba quẹ quẹ không? Huynh Huynh. Cái gì con? Con Thái chè này hả? Ủa Huy đâu có chè đâu Quân. Huy đâu ghế đó. Huy đâu có chè đâu chị ba mới có chè này. Đó. Huy đâu có chè đâu. Này đặt ít bạn cũng giao nữa bà con cô bác. Mà đặt ít thì cũng tốn tiền xếp. Này bán một mũ quân chính rồi giao qua tới đây Huy phải đặt nhiều. Bẻ cho. Ngon quá không? Trong đó có mùi sầu riêng á sữa. Ừ. Ông trời thấy có sầu riêng á. Con hát bài cô gái bán sầu riêng ơi. Nè. Ai mua sầu riêng ơi. Ai mua sầu riêng. Có ai mua sầu riêng. Trên trường em đến bên điện. Em đây em bán sầu riêng. Chừng nào em bán sầu riêng. Thôi ai mua chè không ơi. Ai mua chè không ơi. Ai mua chè không? Có ai mua chè không? Hai dừng chân ghé quán em. Em đây chỉ bán chè thôi. Nhưng em không bán sầu riêng. Không bán tình duyên.
cái sò riêng vậy nè. Ai mua sò riêng? Ai mua sò riêng? Trên trường nay đang quản liền. Em đây em bán sò riêng, nhưng em không bán tình duyên. Dù chi cho má ống mà. Ừ. Mở làm sò riêng chân ký. Không biết cô Lê Thủy có xem được cái clip của con không? Mấy con hát cục cô gái nó sù yên cho cô xỉu luôn. Mày trong lấy có mít luôn nè đâu. Có mít nữa, ngon không? Cảm ơn anh nhé. Hai yên được luôn, quá đã. Cảm ơn mít. Cái này là mua khui ra ăn tại chỗ luôn, chưa kịp đem vô nhà luôn. Ăn đây cho nó mát mẻ. Rồi gớt rồi bỏ đi. Ăn hồi ăn cơm nổi bị mẹ la. Đảo không? Mát. Trời mới mưa một trận thật là to. Trận mát mẻ. Giờ ngồi quất ly chè nữa. Mấy hạt lựu ngon quá. Nhiều người ta khéo tay quá ha. Chúng ta làm đủ loại chè. Ngày sáng chế ra loại chè mới. Này, chè hoa đậu biếc. Con cô đắt ăn đặt thử cái chè hoa đậu biếc với lại chè bưởi á. Ngon xuất sắc. Còn có nhiều loại như chè đậu, chè thái. Đâu có chè giả không? Sao học lụ hả? Chè có chè... Chè có quýt không? Quýt gì con? Quýt đúng. Quýt à? Có ăn quýt. Mít hả? Mít hả? Nhanh đi vô. Có ăn quýt. Mít hả quýt? Mít. Mít lát cho mua ăn chứ là hết mít rồi. Đúng chưa? Để trong đây ta còn kìa. Đâu có, để đậu phộng thằng nạn không? Ăn nào. Ăn quýt. Đâu có mít đâu. Hết rồi. Thôi ăn nhanh đi. Cũng ăn quýt. Hử? Không muốn ăn mít hả? Mít đâu rồi. Con muốn ăn mít màu vàng đó hả? Để cha đi mua thêm miếng mít về cho con nha. Có vấn đề. Ừ, ok. Thôi chào tạm biệt con mặt cô chú đi. Con bé vẫn sẽ đi mua mít về để con gõ cho ăn. Mọi người ăn tạm biệt. Tự nhiên phải mít nè. Dạ, chào tạm biệt, hẹn gặp lại ạ. Hẹn gặp lại.